9 bước để xây dựng doanh nghiệp triệu đô thật đơn giản nhất 2022. Chúng ta thấy sẽ có 90% đó là các doanh nghiệp của chúng ta là nhỏ hơn 20 tỷ. Và để cho lộ trình của chúng ta có thể đạt ra doanh nghiệp triệu đô thì chúng ta sẽ có doanh nghiệp đầu tiên, chúng ta sẽ phấn đấu mục tiêu đó là đạt được doanh thu cũng như là gì ạ? Lợi nhuận của chúng ta ở trong khoảng 1 tỷ, sau đó chúng ta sẽ lên đến 20 tỷ, 200 tỷ và từ 200 tỷ lên đến 1.000 tỷ. Khi đó chúng ta đã có mô hình doanh nghiệp cũng như quy mô và mức độ hoạt động hoàn toàn khác. Và sau đây chính là 9 bước đơn giản để bạn có thể thành lập một doanh nghiệp triệu đô từ những bước đi đầu tiên. Nếu bạn hứng thú với việc chúng ta sẽ bắt đầu làm kinh doanh, bắt đầu làm doanh nghiệp thì hãy xem hết video này và xem 9 bước đơn giản sẽ như thế nào. Và bước đầu tiên, bước số 1 để chúng ta thành lập doanh nghiệp và tạo ra doanh nghiệp triệu đô đó là chúng ta sẽ phải tìm đối tác tin cậy. Bạn hãy ghi xuống đó là chúng ta sẽ tìm đối tác. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nhớ là chúng ta phải tìm được đối tác tin cậy. Và hầu hết mọi người khi chúng ta bắt đầu xây dựng doanh nghiệp và mở doanh nghiệp thì chúng ta thường nghĩ đến đó là chúng ta tìm cổ đông và chúng ta cùng góp vốn để chúng ta làm. Tuy nhiên thì mình kể cho bạn nghe một câu chuyện, đó là gì? Cách đây không lâu thì một người bạn thân của mình có mở một phòng khám. Và khi mà bắt đầu mở phòng khám thì việc làm và hoạt động của phòng khám rất là tốt. Nhưng sau đó thì có bác trưởng khoa và bác phó khoa của bạn ấy muốn là góp vốn để mà cùng để thực hiện và làm phòng khám này. Thì khi mà thực hiện góp vốn đó thì dẫn đến là tự nhiên cái phòng khám đó lại giảm mức độ hoạt động và sự phát triển đã đi xuống. Lý do ở đây là gì? Đó là ba người cùng làm và cùng nhìn nhau và sau đó được hưởng theo gì ạ? Chia cho ba người. Cho nên lúc đó mọi người nhìn nhau và không tạo ra được động lực phát triển. Thế thì vấn đề đặt ra là khi chúng ta tìm được đối tác tin cậy ở trong bước 1 này là như thế nào? Đó là chúng ta cần phải tìm cái điều mà chúng ta thực sự cần. Chúng ta tìm cái người mà chúng ta thực sự cần. Nếu như chúng ta cần vốn, nếu như chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần tiền, chúng ta cần cổ đông, chúng ta cần việc là điều gì thì chúng ta mới đi tìm điều đó. Cho nên trong bước 1 này đó là chúng ta sẽ tìm đối tác tin cậy để mà gì ạ? Phải xác định và trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần điều gì. Và thứ hai đó là nếu như hầu hết những cái doanh nghiệp ban đầu thì chúng ta thường đó là làm trong lĩnh vực về dịch vụ là chính. Cho nên chúng ta có thể làm một mình và đi thật nhanh. Và khi thực sự mà chúng ta cần vốn, chúng ta cần tiền thì chúng ta mới cổ đông để góp vốn để chúng ta mở rộng về quy mô. Đây chính là bước đầu tiên để chúng ta định vị để chúng ta xây dựng được doanh nghiệp triệu đô. Và bước số 2 đó chính là chúng ta hãy ghi xuống. Số 2 đó là chúng ta tạo ra một chiến lược tập trung. Hãy ghi xuống đó là tạo ra chiến lược. Nhưng mà chiến lược này thì phải nhớ là gì ạ? Là chiến lược tập trung. Hầu hết mọi người khi chúng ta bắt đầu kinh doanh và chúng ta bước vào lĩnh vực kinh doanh, chúng ta xây dựng doanh nghiệp thì chúng ta quá tham, dẫn đến là gì ạ? Tham ở cái gì? Chúng ta làm quá nhiều sản phẩm và nhiều khi chúng ta đưa ra quá nhiều chiến lược. Ở đây tôi muốn nói rằng là khi ở những cái giai đoạn bước đầu như vậy thì chúng ta chỉ cần tạo ra một cái chiến lược tập trung và tập trung vào một sản phẩm. Hầu hết mỗi một doanh nghiệp đều chỉ có một sản phẩm thế mạnh. Nếu bạn bắt đầu với một kinh doanh cá nhân thì bạn cũng nên tập trung vào một dòng sản phẩm thôi và nên bắt đầu với dòng sản phẩm này đã. Khi mà chúng ta đã làm tốt được sản phẩm này rồi thì lúc đó chúng ta sẽ phát triển sang sản phẩm tiếp theo. Đó chính là cái bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm để xây dựng doanh nghiệp triệu đô. Và bước thứ ba của chúng ta đó chính là hãy ghi xuống đó là bán trước và mua sau. Đó được gọi là chiến lược bán trước. Pre-sale là một trong những chiến lược đỉnh cao tôi được học từ những chương trình lên đến hàng nghìn đô la Mỹ. Và chắc chắn rằng đây thực sự đó là một cái chiến lược vô cùng quan trọng. Tôi đã học từ những chương trình 10.000 đô la Mỹ, học từ những diễn giả của nước ngoài. Chiến lược bán trước là một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng. Bạn hoàn toàn có thể làm được việc là gì ạ? Tạo ra một căn phòng, tạo ra một doanh nghiệp và xây dựng hệ thống nội thất cũng như là gì ạ? Một hình ảnh hào nhoáng và hoành tráng. Nhưng chẳng để làm gì cả. Bởi vì điều quan trọng khi đến cái bước này đó là bạn phải thực hiện một chương trình, đó là chương trình bán trước. Và ngày nay khi công nghệ phát triển
Và khi công nghệ thông tin của chúng ta thực sự phát triển, khi Internet đã tạo ra một thế giới phẳng, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện các chiến lược và giải pháp marketing và bán hàng online. Từ đó chúng ta sẽ có việc là bán trước và mua sau. Điều này sẽ tạo ra một lợi thế vô cùng tuyệt vời cho bạn khi bạn thực hiện với ý tưởng để xây dựng doanh nghiệp cho mình. Và bước số 4 cũng khá quan trọng trong việc bạn sẽ định hình để xây dựng doanh nghiệp, đó là thuê chậm nhưng mà sa thải nhanh. À, đó chính là chúng ta sẽ thuê và sa thải. Thuê chậm nhưng lại sa thải nhanh, đây là một bí quyết rất là quan trọng. Hầu hết khi chúng ta bắt đầu một doanh nghiệp, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải tạo ra một hệ thống đội ngũ nhân sự rất hùng hậu. Nhưng mà điều quan trọng ở đây phải xác định được là gì? Dòng tiền chính là mạch máu của doanh nghiệp. Và chúng ta phải hiểu là cái dòng tiền của chúng ta thì mới quan trọng. Nếu như bạn thuê quá nhiều người và quá nhiều nhân sự chỉ vì cái tôi của mình, bởi vì hình ảnh và sự hào nhoáng, thì bạn đã tạo ra một áp lực lên doanh nghiệp của mình ngay giai đoạn đầu. Vì thế cho nên bạn hãy thuê người chậm. Và những cái giai đoạn đầu chúng ta thường phải gì ạ? Phải gia tăng việc tạo ra cơ hội cho những nhân sự có thể làm được kết hợp những cái việc khác nhau dựa trên chế độ thưởng và lương rất là tốt để cho các nhân sự này phát triển được mình và sẵn sàng sa thải những người không phù hợp ở trong doanh nghiệp của chúng ta để cho doanh nghiệp chúng ta tạo ra được một cái dòng tiền tốt. Và mục đích của chúng ta xây dựng doanh nghiệp và làm kinh doanh đó là gì? Đó là giàu có và tạo dòng tiền, và sau đó thì đổ tiền vào đầu tư bất động sản hoặc đầu tư các lĩnh vực khác. Và bước số 5 hãy ghi xuống, đó là chúng ta sẽ tạo ra một sản phẩm có giá trị cao. Tức là lúc này chúng ta sẽ đến tạo ra sản phẩm có giá trị cao. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết những sản phẩm và dịch vụ của chúng ta bước đầu thì khi chúng ta tạo ra được thói quen, chúng ta xây dựng thị trường rồi, chúng ta thực hiện được những cái bước này rồi, thì đến đây bạn phải tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, bởi vì lúc này nó sẽ liên quan đến phần lợi nhuận của bạn. Hãy tưởng tượng là nếu như bạn có một phòng gym, nếu như bạn có một dịch vụ của massage, của dịch vụ của spa hoặc là bất kỳ một dịch vụ nào, thì khi mà bạn bán những sản phẩm đơn lẻ, ví dụ có sản phẩm chỉ là 500.000, 1 triệu, nhưng bây giờ bạn thiết kế ra một sản phẩm có giá trị cao hơn và đương nhiên bạn sẽ có lợi nhuận cao hơn. Ví dụ như bạn bán những cái sản phẩm gói trọn bộ trong vòng 6 tháng hoặc trong vòng 1 năm, và đương nhiên là những cái sản phẩm này thì sẽ được giảm giá, sẽ được những chế độ ưu đãi, và bạn thiết kế ra sản phẩm giá trị cao này để tạo ra doanh thu bạn đã thu trước rồi và lợi nhuận thì cao hơn. Đây chính là một trong những chiến lược rất quan trọng và một trong những bước đi rất cụ thể để bạn xây dựng được cái doanh nghiệp của mình. Và chúng ta sẽ đến với bước số 6 để xây dựng doanh nghiệp triệu đô, đó chính là hệ thống hóa. Hệ thống hóa là một trong những điều rất quan trọng. Trong một chiến lược tôi đã học từ những cái chương trình rất là tuyệt vời, đó là chúng ta phải gì ạ? Viết quy trình để công ty làm việc không cần mình. Và hệ thống hóa ở đây đó là một bước rất là quan trọng. Đó, chúng ta viết lại toàn bộ những cái quy trình, viết lại toàn bộ những cái công việc mà những vị trí, những cái vai trò đảm nhận, để làm sao mỗi một người khi chúng ta bước vào đây thì hệ thống này của chúng ta được hoạt động một cách bình thường. Có một cái khẩu hiệu rằng là gì? Là tôi viết quy trình để công ty làm việc không cần tôi. Thì ở đây chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải viết quy trình và chúng ta phải đơn giản hóa mọi việc đi, để cho gì ạ? Để cho mọi việc này để có thể vận hành được mà không cần chúng ta. Rồi sau khi chúng ta đơn giản hóa, chúng ta viết quy trình hóa, rồi chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ phải tối ưu hóa. Rồi đến một cái bước đó gì? Chúng ta phải hệ thống hóa tất cả những cái công việc, hệ thống hóa lại cái sản phẩm dịch vụ, hệ thống hóa lại các cái bước để doanh nghiệp của chúng ta vận hành mà không cần chúng ta. Bạn sẽ thấy rằng là gì? Hầu hết là gì? Chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta không có thời gian, và chúng ta nói với gia đình mình rằng là gì? À, chúng ta phải hy sinh thời gian của gia đình. Và không phải như vậy. Hầu hết những người mà rất bận rộn chính là những người mà không có được nhiều tiền. Và những người họ vừa có thể đi kết nối, vừa có thể giao lưu, vừa có thể đi xây dựng mối quan hệ, vừa có thể đi ký hợp đồng và bắt tay đàm phán thương thảo, và họ lại cùng một lúc và họ quản lý hệ thống rất là nhiều doanh nghiệp. Thì đấy chính là cái bước mà chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải hệ thống hóa. Và đấy chính là một trong những bước rất quan trọng để bạn xây dựng doanh nghiệp của mình. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến bước số 7. Khi mà bạn đã xây dựng cho mình một doanh nghiệp như vậy và đã hệ thống hóa rồi, thì chiến lược số 7 đó chính là chiến lược thoát.
Tức là bạn phải thoát khỏi công việc của mình. Và làm sao để cho cái công việc của mình, cái doanh nghiệp của bạn, khi mà không có bạn thì vẫn có thể vận hành và hoạt động được một cách trơn tru và bình thường. Hệ thống hóa sau đó chính là chúng ta sẽ tạo ra việc, chúng ta tạo ra tự động hóa và chúng ta thoát khỏi được công việc kinh doanh này của chúng ta. Đó chính là cái mục tiêu của chúng ta. Khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp, khi chúng ta làm cho mình trở nên giàu có, thì mọi thứ, mọi nhu cầu chúng ta phải cần trở nên thoải mái hơn, tiện nghi hơn và trở nên vui vẻ hơn. Và có hai cách để bạn có thể thoát ra khỏi cái doanh nghiệp của chúng ta, đó là gì? Thứ nhất, đó là bạn sẽ xây dựng doanh nghiệp và bán nó đi để trở nên giàu có. Đây là một cái chiến lược rất là quan trọng. Chiến lược thứ hai đó là bạn có thể gì ạ? Cổ phần hóa và đưa tất cả lên sàn chứng khoán. Thì khi đó bạn có thể dễ dàng thoát ra khỏi doanh nghiệp của bạn. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chiến lược số 7, chiến lược thoát, là một trong những chiến lược mà bạn phải định vị ngay từ đầu để xác định cái doanh nghiệp của chúng ta từng bước như thế này, để chúng ta hiện thực hóa được những cái mục tiêu, những cái ý tưởng của chúng ta từ bước đầu. Nhưng chúng ta cần phải hệ thống được rằng là chúng ta cần có những bước đi, cần có những cái xác định của những giai đoạn rất cụ thể như vậy. Và chúng ta sẽ đến bước số 8 ở trong phần này, đó chính là chúng ta hãy cùng ghi xuống, đó là tìm người đỡ đầu. Chúng ta sẽ tìm người đỡ đầu. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thấy rằng hầu hết tất cả mọi người, những doanh nhân, những doanh nghiệp triệu phú, họ đều có những người đỡ đầu như là gì ạ? Donald Trump. Chúng ta nhìn thấy tất cả những người như vậy, chúng ta cứ tưởng rằng họ không có người đỡ đầu, nhưng thực ra thì đằng sau mỗi một sự thành công đó, họ đều có những người đỡ đầu. Và chúng ta cần tìm người đỡ đầu cho doanh nghiệp chúng ta, bởi vì khi bạn nhỏ thì không ai để ý đến, và khi bạn chưa phát triển, khi bạn chưa thực sự là một đối trọng thì không ai để ý đến bạn. Nhưng khi bạn đã phát triển được doanh nghiệp bạn rồi thì thực sự lúc đó về chất lượng, về việc là gì, sản phẩm dịch vụ, về hệ thống doanh nghiệp của bạn, và bạn phải xây dựng được những mối quan hệ thực sự chất lượng, bởi vì lúc này chúng ta rất cần đến yếu tố người đỡ đầu để cho doanh nghiệp chúng ta vận hành ổn định, phát triển, và chúng ta có thể tạo ra được những cái bước phát triển mới cho doanh nghiệp chúng ta. Chúng ta hẳn còn nhớ đó là cuốn sách Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki. Đó là người cha giàu. Khi mà học theo người cha giàu thì chúng ta thấy rằng là tập hợp của những người cha giàu chính là gì ạ? Chính là những người đỡ đầu để cho chúng ta có thể phát triển được một công kinh doanh thuận lợi, và chúng ta sẽ có một cái con đường đến thành công một cách ngắn hơn. Và số 9, hầu hết mọi người chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm bước này trước, nhưng thực ra thì bước này mới là bước số 9 mà chúng ta mới thực hiện ở đây. Nào hãy ghi xuống, đó là xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu tại sao lại là bước số 9? Thì bạn hãy cùng với tôi, chúng ta sẽ đi cùng phân tích những cái điều ngay sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ về một tình huống như thế này. Nào bạn hãy cùng với tôi để chúng ta sẽ thí nghiệm và chúng ta sẽ xác định với nhau là tại sao cái thương hiệu lại rất là quan trọng với công việc kinh doanh của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái sự so sánh. Bạn hãy cùng giúp tôi là chúng ta sẽ kẻ một cái cột này ra. Và chúng ta so sánh là ví dụ như bạn có một cái khăn của Hermes đi, và một cái khăn bình thường, hoặc một cái thắt lưng của Hermes và một cái thắt lưng bình thường, hoặc là một cái túi của Louis Vuitton và một cái túi bình thường đi. Thì chúng ta thấy rằng là giả sử tôi nói một cái khăn đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? À, một cái khăn, một cái thương hiệu của nhãn bình thường thì có thể giá nó chỉ là gì ạ? 200k thôi. 200k. Nhưng mà gì? Nhưng mà của Hermes thì chúng ta thấy rằng có thể nó lên đến gì ạ? Lên đến gì? Lên đến 20 triệu. Tức là nó sẽ gấp gì ạ? Nó sẽ gấp rất nhiều lần. Nó gấp rất nhiều lần. Từ 200k lên 20 triệu. Lên 20 triệu. Thì chúng ta thấy rằng gì? Rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng cái việc thương hiệu ở đây nó sẽ tác động đến cái giá của sản phẩm như thế nào. Thì theo các bạn là gì? Nếu như tạo ra cái giá để sản xuất ra một cái gì ạ? Một cái khăn 20 triệu thì nó sẽ khoảng bao nhiêu ạ? Nào, bạn hãy thử xem là giá mà bên Hermes họ sẽ sản xuất ra một cái khăn 20 triệu thì thường là gì ạ? Thường là giá khoảng bao nhiêu thôi? Chúng ta sẽ thấy rằng giá khoảng gì ạ? Sẽ khoảng 50 đô. Tức là khoảng 1 triệu đồng. Thế còn cái giá để sản xuất một cái khăn mà gì ạ? Mà bán 200k thì thường nó khoảng là gì ạ? Khoảng là 20 cho đến 30k. Tức là cái giá sản xuất so với giá thành bán ra thì cái thằng này nó khoảng là gì ạ? Là 10 lần. Còn thằng này khoảng là gì ạ? Thằng này sẽ khoảng là 1 triệu với 20 triệu thì khoảng 20 lần.
20 lần. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Tại sao cái việc chúng ta bán được sản phẩm của Hermès lại gấp 20 lần và sản phẩm này là 10 lần? Thì đây chính là câu chuyện của gì ạ? Đây chính là câu chuyện của thương hiệu. Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là gì? Vậy thì có phải người tiêu dùng họ đang tiêu dùng không, đúng không? Không phải như vậy. Tại sao chúng ta lại chuyển từ đi xe máy sang đi ô tô và từ ô tô đến ô tô thương hiệu hơn? Bởi vì họ không phải là họ mua cái họ cần. Cái mà họ cần thì họ sẽ luôn trả giá vừa phải họ mới mua. Hãy tưởng tượng xem có phải bạn đã từng như vậy không? Nếu bạn nhìn thấy những cái điều bạn cần thì bạn sẽ trả giá ở mức độ vừa phải. Nhưng những cái bạn muốn thì bạn sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn. Họ mua sản phẩm của khăn của Hermès không phải vì... Không phải gì ạ? Không phải vì là họ cần cái khăn, mà họ cần những cái nhu cầu lớn hơn. Họ cần cái nhu cầu được danh vọng. Họ cần cái nhu cầu gì ạ? Họ cần nhu cầu được gì ạ? Được tưởng thưởng. Họ cần cái nhu cầu khi mà họ mang lên trên mình chiếc cái khăn của Hermès thì họ sẽ đáp ứng được nhiều những cái nhu cầu hơn. Và đấy là cái điều họ muốn, chứ không phải điều họ cần. Bởi vì họ phải trở nên lịch sự hơn, họ phải trở nên gì? Sang trọng hơn khi giao tiếp và làm việc với các đối tác. Thì đây chính là cái yếu tố rất quan trọng trong cái vấn đề bước số 9 để bạn xây dựng doanh nghiệp triệu đô, đó chính là xây dựng thương hiệu. Và hầu hết thì mọi người chúng ta hay bắt đầu bằng việc là chúng ta nói rằng chúng ta phải xây dựng thương hiệu trước, và đó chính là cái điều yếu tố không phù hợp ở đây. Và chúng ta biết được rằng là trong một doanh nghiệp của chúng ta thì luôn luôn sẽ có 3 yếu tố được vận hành, đó chính là gì ạ? Đó chính là yếu tố về mặt gì? Về mặt sản xuất. Thứ hai là về mặt gì? Về mặt điều hành. Và quan trọng hơn đó là yếu tố về marketing. Và chúng ta thấy rằng là gì? Marketing và sale. Thì cái điều quan trọng ở đây, chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cái việc sản xuất thì sản phẩm chỉ chiếm là gì ạ? Chỉ chiếm là 10%. Phần điều hành của chúng ta chỉ chiếm là 20%. Và 70% này thì sẽ thuộc vào phần marketing và bán hàng. Cho nên việc khi mà chúng ta thực hiện và xây dựng doanh nghiệp thì chúng ta cần phải làm bước đó là marketing và bán hàng trước. Còn cái việc mà chúng ta xây dựng thương hiệu thì sẽ là cái gì ạ? Sẽ là cái việc mà chúng ta cần phải làm sau. Và đấy chính là cái điều mà mọi người đang tập trung. Khi mà bạn đang chưa có thương hiệu, bạn hoàn toàn có thể bán sản phẩm dịch vụ của bên khác, hoặc là gì ạ? Hoặc là bạn có thể tìm cách là gì? Thiết kế một cái sản phẩm khác để từ cái sản phẩm đã có, hoặc là tạo một sản phẩm khác từ cái nhu cầu hoặc là vấn đề của thị trường. Thì điều quan trọng ở đây đó, chúng ta sẽ phải tập trung vào vấn đề marketing và bán hàng trước. Và trong cái giai đoạn hiện nay, dạng công nghệ thông tin, thì bạn hoàn toàn có thể làm bằng những cách online để phát triển doanh nghiệp của mình. Và trên đây chính là 9 bước để chúng ta phát triển được một doanh nghiệp triệu đô. Và nếu bạn thấy video này hữu ích và hay, hoặc có những câu hỏi nào liên quan, thì có thể comment đặt câu hỏi với tôi ở phần dưới của video này. Và cảm ơn bạn đã xem video. Và nếu bạn thấy hay thì hãy bấm nút like, nút chia sẻ, bấm một nút subscribe, bấm hình quả chuông ở bên cạnh, để ngay khi tôi phát video mới nhất thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video hữu ích này. Trần Duy Hình xin chào và hẹn gặp lại.